Quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, stress có thể âm ỉ theo thời gian tấn công bạn một cách bất ngờ hoặc khiến bạn luôn chìm đắm trong nỗi buồn u ám. Tới đây là lời khuyên của các chuyên gia để giải tỏa từng loại stress. Stress lo lắng xung quanh Trong số tất cả các loại stress lo lắng xung quanh có thể là mãn tính và được nuôi dưỡng bởi các sự kiện hiện tại và sự bất ổn của thế giới. Nó có thể tấn công bất cứ lúc nào bạn bật tin tức hoặc nghe kể về bệnh tật của người khác. Lo lắng xung quanh không phải là sự đồng cảm mà là phản ánh căng thẳng thái quá trước những tin xấu cùng với nỗi sợ hãi rằng điều đó sẽ xảy ra với bạn hoặc với người thân. Những người mắc chứng lo lắng xung quanh không phát triển được rào chắn tâm lý và cảm xúc bên trong. Lời khuyên xóa tan nỗi lo lắng xung quanh bao gồm chăm sóc thật nhiều cho bản thân, cùng với hạn chế lượng tin tức hàng ngày và tránh những người tiêu cực. Khi cố gắng giữ một thái độ tích cực, bạn phải tránh những người luôn có xu hướng nhìn nhận mọi việc theo hướng xấu. <laughs> stress công việc Theo Tổ chức Y tế Thế giới, stress liên quan đến công việc gây ra sức khỏe kém, giảm năng suất và kém động lực. Nó cũng làm tăng tai nạn lao động. Một nghiên cứu gần đây trên tờ Prevent Medicine chỉ ra rằng phơi nhiễm kéo dài với stress công việc có liên quan tới khả năng mắc một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư phổi, đại tràng, trực tràng, dạ dày và u lympho không hóckins. Các cách để chống lại stress công việc bao gồm hoạt động thể chất, cam kết tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Đây có thể là đi bộ nhanh trong giờ ăn trưa hoặc trong lúc đi làm và đi về. Cũng nên tránh những người hay ngồi lê đôi mách, tránh mua thêm cảm giác tiêu cực trong công việc khi thảo luận về tình huống với đồng nghiệp. Thay vào đó, hãy thảo luận về cảm xúc của bạn một cách bình tĩnh và mạnh mẽ với cấp trên. stress nuôi dạy con, stress và nuôi dạy con cái thường đi cùng nhau. Trên thực tế, hội tâm lý Mỹ thậm chí còn có một danh mục dành cho nó. Cho dù bạn đang e ngại đứa con chập chững không đạt được các mốc phát triển quan trọng, lo sợ đứa con tuổi tin bập vào ma túy, hoặc bất an về đứa con mới tốt nghiệp đại học suốt ngày chúi đầu vào điện thoại mà không dành thời gian để đi tìm việc. Stress nuôi dạy con có thể hiện diện ở khắp mọi nơi, cản trở bạn tận hưởng cuộc sống của chính mình. Bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn thôi lo lắng cho con cái nhưng một cách để giảm tác động của stress nuôi dạy con là thông qua những thói quen lành mạnh. Cách tốt nhất để đối phó với stress nuôi dạy con và tất cả các loại stress khác là tuân thủ một lối sống toàn diện. Việc chữa lành stress xảy ra từ bên trong, xóa sạch khỏi tâm trí những cảm xúc xấu tích tụ trong lúc stress là điều bắt buộc để phục hồi. Các chuyên gia khuyên nên tập thể dục, thiền và ăn thực phẩm lành mạnh. Giấc ngủ là một khía cạnh thiết yếu, không thể mặc cả để giảm stress. Một giấc ngủ đêm thích hợp là điều bắt buộc để cơ thể bổ sung năng lượng và hoạt động tối ưu, khi cơ thể hạnh phúc, tâm trí chắc chắn sẽ hạnh phúc. Stress sang chấn thời thơ ấu, các loại sang chấn bao gồm lạm dụng tình dục, thảm họa thiên nhiên, chiến tranh và tai nạn giao thông, có thể dẫn đến hậu quả suốt đời, bao gồm mất khả năng điều chỉnh cảm xúc, khó tập trung, vấn đề về trí nhớ và stress mãn tính. Nhiều người trưởng thành vẫn thấy mình phải vật lộn với những vấn đề chưa được giải quyết từ nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ trước. Điều trị với bác sĩ trị liệu có thể giúp xác định nguyên nhân gây nên stress, cùng với đó là cung cấp các công cụ để xây dựng khả năng phục hồi. Thuốc kê đơn dài ngày hoặc ngắn ngày cũng có thể giúp ích. Stress mãn tính có thể được quản lý bằng các chiến lược đối phó, nhưng có thể cần điều trị nghiêm túc tại cơ sở điều trị. Stress tiền bạc. Nếu bạn không có tiền tiết kiệm, phải dành dụng từng đồng để nghỉ hưu hoặc vất vả kiếm tiền để nuôi con, thì stress cực độ chắc chắn sẽ xảy ra. Loại stress này có thể là mãn tính, dẫn đến trầm cảm, cảm giác bất lực và thậm chí là bệnh tim hoặc ung thư. Stress liên quan đến tiền bạc không dễ khắc phục nhưng đáp ứng với thay đổi lối sống tích cực. Nếu thất nghiệp là vấn đề thì làm việc chuyên gia tư vấn việc làm phi lợi nhuận là bước đầu tiên vững chắc. Nếu bạn có một số tiền trong ngân hàng nhưng đang sống vượt quá khả năng của mình thì việc phân tích thói quen chi tiêu so với thu nhập và làm việc với một chuyên gia lên kế hoạch tài chính để điều chỉnh sẽ giúp ích. Quý vị và các bạn thân mến, tại đây chúng tôi xin được kết thúc mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.